Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 1, tại hội nghị ra ban báo chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức khiến cho ba cảnh sát hy sinh, một người chống đối chết tại chỗ. Tại đây, nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ việc này lần đầu được công bố. Tại hội nghị giao bàn báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quan cho biết, sự việc tại Đồng Tâm có diễn biến phức tạp từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là sau khi thanh tra chính phủ công bố kết quả ra soát kết luận thanh tra của thanh tra thành phố Hà Nội vào tháng 7 năm 2019. Cũng theo Thứ trưởng Lương Tam Quan, khi thanh tra chính phủ tổ chức đối thoại với người dân để thông báo kết luận giả soát thì ngày 25 tháng 11 năm 2019, số người ở tổ Đồng Thuận gây mất trật tự trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm chửi bới những người phát biểu ủng hộ, tin tưởng với kết luận của thanh tra. Dùng lời nói, vũ lực đe dọa các đại biểu phát biểu ủng hộ, Số này giáo diết chuẩn bị phương án, vũ khí để chuẩn bị chống đối. Họ có ý đồ bắt cán bộ, gây cháy nổ Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, gây cháy nổ cây xăng Đồng Tâm để gây tiếng vang với dư luận bên ngoài, đồng thời sẽ bắt giữ người già và trẻ em để gây áp lực với cơ quan chức năng. Ông Quang cũng cho biết, trước diễn biến trên, Công an Hà Nội đã nắm bắt tình hình, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, trong đó có lập chốt bảo vệ với mục đích đảm bảo an toàn cho người dân đồng tâm, khu vực trụ sở ủy ban nhân dân xã. Trong khi vào các chốt, tổ công tác bị các đối tượng trong nhóm, trong tổ đồng thuận tấn công bằng lưu đạn và bom xăng cùng nhiều vũ khí khác. Mặc dù đã dùng loa để tuyên truyền, nhưng nhóm đối tượng này vẫn manh động, tấn công và cố thủ ở nhà ông Lê Đình Kinh, Lê Đình Công và Lê Đình Trức. Trong quá trình truy đuổi đối tượng, một tổ công tác gồm 3 chiến sĩ bị rơi xuống hố kỹ thuật với chiều cao 4 mét. Ngay lập tức, các đối tượng đã đổ xăng và đốt các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình. Ông Quang cũng khẳng định, không có chuyện đào hố trông, giải mảnh xanh như tin đồn.